Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy áo choàng dầu đèn nhé. Bước 1 là các bạn mua cho mình một chiếc thuyền ra biển và chờ vua biển được triệu hồi, sau đó tiêu diệt vua biển để nhận được chìa khóa. Chỉ cần xuất hiện chữ đại dương là có thể treo được rồi nha. Rơi được chìa khóa rồi nè, có dòng chữ bạn tìm được một vật thể lạ và vị trí số 6 xuất hiện chìa khóa. Sau đó các bạn đi theo mình đến hòn đảo tiếp theo. Hòn đảo này có tên là đấu trường bóng đêm nha các bạn. Các bạn tới trung tâm đảo và gắm chìa khóa vào để triệu hồi boss. Các bạn tiêu diệt con boss có 2% cơ hội nhận được áo choàng dâu đen. Bạn nào nhân phẩm tốt rớt liền nha, xui thì hơn mấy chục đấy.
tất nhiên là không rớt rồi có 2% mà. Chúc các bạn may mắn nhá. Mình có rồi nên rớt nữa cũng như không. Giờ mình cho các bạn xem báo này nó sẽ tăng cái gì. Tăng 15% sát thương trái ác quỷ, 600 năng lượng và máu. Khá là mạnh đấy, nhưng đảm bảo với các bạn là qua biển ba áo này cực kỳ phế nhé. Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt các bạn.